Hello mọi người, lại Trao đây. Trong 2 năm qua, Trao đã tẩy tóc gần 10 lần và thay đổi rất nhiều màu tóc nhưng vẫn giữ được mái tóc bóng mượt. Hôm nay Trao sẽ chia sẻ hair care routine của Trao cho mọi người nha. Trao đang dùng set chăm sóc tóc nhà Welaya. Đây là bộ dầu gội phục hồi đa tầng nấm truffle của Welaya. Em này giúp phục hồi tóc hư tổn do nhuộm hoặc tẩy. Thành phần nấm truffle trứng cá tằm giúp chống lão hóa da đầu. Bí quyết để có mái tóc chắc khỏe là em hấp đa tầng này của nhà Welaya. Hấp tóc phục hồi nhanh sau 5 phút quá tiện lợi dành cho những bạn lười ra salon. Dùng em này không bết tóc như những loại hấp khác mà còn làm tóc siêu phồng. Còn có hương thơm rất là sang trọng. Ôi thơm lắm mọi người ạ. Tóc dùng xong rất mượt mà không bị xẹp. Trao trông sang thế này mà chỉ có 680k rất hợp lý mọi người ạ. Khi mua còn được tặng mũ hấp nữa nha. Đây là sản phẩm Trao tâm đắc nhất của nhà Welaya. Bước cuối của hair care routine của Trao là dưỡng tóc hoa hồng nước hoa của Welaya. Em này giúp bảo vệ tóc khỏi tác động nhiệt như máy làm tóc hay ánh nắng. Mùi này rất hợp cho mùa hè nha. Ta-da, thế là Trao đã xong routine chăm sóc tóc rồi. Mong rằng video này sẽ giúp ích cho mọi người.